Ok, bữa nay mình quay cái này là lươn bột nha các bạn. Lươn bột. Cái này lươn này là cái size là khoảng 25 ngàn, 24 tới 25 ngàn con trên 1 kg. Size nó rất là nhỏ luôn. Đây. Các bạn thấy là nó rất là li ti nhỏ xíu. Bự hơn cộng chỉ một chút. Thấy nó chạy lăng quăng không? Ok, mình rửa tay xong mình bóc con vàng coi nha. Rửa tay xong mới dám bóc vô được. Con lươn này kỹ. Này mình đang chạy oxy cho nó nè. Dơ quá chưa dám bóc. Đây, bật nước. Ok. Rửa tay xong không dám bóc vô. Này là lươn bột. Ba cái thao này là khoảng cỡ 5.000 con. Cái này khoảng 5.000. Ok, anh vũ rồi cho mấy bạn coi nha, mọi người coi nha, nó trong đây nè. Li ti rất là nhiều luôn, tại vì nó dính ở trong cái. Oxy đi cho nó thấy rõ. Rất là nhỏ luôn. Này lươn bột thì mình cho nó ăn bằng trùng chỉ. Tại vì để trong cái thao mới chạy oxy mà. Chạy oxy là 24 trên 24 luôn. Tại vì mình để trong cái thao đó, cho nên là nước nó rất là ít. Nếu mà để trong cái hồ lớn đó, thì không cần phải chạy oxy.
này nãy mới lấy ra giờ nó gom vô hết rồi. Chuông nó đầu hết cũng đen thôi. Hôm nay là rồi, ok.